sao? Ổn không anh? Thua. Không đi được hả? Thất bại nữa. Thôi để anh, mai mẹ mua đồ bơm cho con. Sao được mẹ? Đó là của con nít. Con lớn rồi có nước, mẹ ra ngoài chỗ bơm hơi giá ép lấy cái ống bơm mẹ bơm cho con biết ra không nữa. Tào lao quá đi. Bây giờ bớt ăn mấy cái này lại. Ăn đồ mát nhiều vô. Ăn mấy cái này hoài thịt cá cho nhiều vô rồi đi không được. Thôi được rồi, để mẹ mua thuốc sổ cho. Thôi mẹ, con nghĩ để tự nhiên tốt hơn. Tự nhiên cái gì con vừa mặt chồng con kìa. Xanh lè xanh lét rồi. Phải nhờ sự trợ giúp của thuốc sổ mới đi cầu được. Trời đất ơi, mấy người có lịch sự không? Đang ăn uống thì nó ba cái chuyện táo bón. Con ơi. Còn ông nữa. Con nó bệnh không hỏi hàng tiếng. Ở đó mà la. Bệnh gì mà bệnh? Nó ăn quá, nó ăn cho con hợi vậy đó. Ăn nhiều vô thì làm sao ra kịp. Nói không đúng rồi, chề môi. Chề đâu, con rặn với chề đâu. Trời đất ơi, ngồi đây mà rặn. Tranh thủ được miếng nào hay miếng đó chứ. Ba, con thấy vậy nè. Ba là đàn ông á, ba có dùng hết sức bình sinh làm một cú mạnh thiệt mạnh đã ra hết thôi, có gì đâu. Trời đất ơi, em nói gì kỳ vậy? Ba 4-5 ngày nay đi chưa được, ít nhất cũng phải 4-5 phát. Chứ ở đó kêu ba dồn một phát là bể cái lavabo đúng không ba? Khùng hả? Tao ngồi bằng cầu làm gì bể lavabo. Anh ơi, tới lượt anh vô khám kìa. Lên gọi, cổ phiếu lên gọi, khỏi khám nữa, bye bye nha. Ê, em ơi. Cái gì lên vậy? Cổ phiếu lên nè. Cổ phiếu nào? Cổ phiếu xây dựng lên đó, nè, chú coi đi. Ồ, trời ơi. Ê, còn cổ phiếu công ty du lịch sao? Thì cổ phiếu công ty du lịch xuống rồi chứ sao. Thôi bye bye đi nha. Bye bye. Chết chắc. Anh ơi, anh Quy được con ơi. Ra liền, giải quyết chuyện này lỗ nặng rồi kìa. Gì vậy ba? Trời đất ơi, cổ phiếu mà hồi tuần trước mình mua của công ty du lịch á, bên đây nó xuống còn có 7,000 lỗ nặng rồi, bán liền. Trời ơi ba ơi, con đang rối nùi trong này mà ba còn kêu con ra lẹ, sao ra được ba, con chưa có xong. Ra lẹ đi con ơi. Con trong này đang thất bại nè, ba kỳ quá, từ từ đi, ba đợi con chút xíu đi. Trời ơi, mày ra giải quyết chuyện này đi, rồi đi bao lâu cũng được con ơi. Ra đi. Mày không ra không? Ba muốn làm gì ba làm đi. Ra tao tự giải quyết lấy. Cái thằng vô thích sự, vô thích sự. Trời ơi. Bấm đài thứ coi. Trời. Kỹ ta. Ủa, là cái gì không hiểu. Trời ơi, ba làm cái gì vậy ba? Hết rồi. Ba làm gì vậy? Ba không có biết số, ba bấm là nè. Trời ơi, ba bán mà không bán, ba mua vô làm chi vậy? Ủa, mua hả? Ba bấm mua rồi kìa. Thì ba đã nói là ba lỡ tay, ba không biết gì. Bấm mua có 2,000 với 7,000 đồng thì có 14 triệu thôi, làm quá. Trời ơi, ba ơi, ba nhấp 3 lần là nó là thành 6,000 là 42 triệu. Ba không biết thì ba đừng có đụng vô. Cô nói đợi con chút đi mà. Bấm bay. Chiếc này lồi hỏng rồi. Con người, con người. Lẹ đi ba ơi, con sắp khui sầm banh rồi. Trời ơi, tao chưa xong mà, mày mắc cười quá. Chưa giải quyết được cái gì trong này đâu. Không được đâu ba ơi. Ba không thương con hả ba? Ba lượm con ngoài sọt rác đúng không? Chạy vào phòng khám của ông nội đi đỡ đi. Mẹ đi ba ơi. Ba không cho con vô thiệt hả? Để tập trung tao làm cho xong đi rồi tao ra. Con ghét ba. Hả? Dung My, tưởng như bạn mở nên mình vào luôn á. Bạn chỉ cho mình bài này nha. Sao bạn lựa cái thời điểm nghiệt ngã quá vậy? Dung My, hay bạn đợi mình tí được không? Mình đi công chuyện cái mình quay lại liền. Thôi, để mình hỏi người khác rồi. Dung My, để tôi chỉ cho. Lẹ đi, chứ tôi khui xăm banh cái là thấy bà đó. Tự vô đi Dung My, ngồi ghế trắng kìa. Cơ hội tới rồi, mình phải chớp lấy thời cơ này để gây ấn tượng với Dung My mới được. Ủa, sao bà không chịu ngồi xuống đi? Tại mình đứng mình thấy tự tin hơn á mà. Thôi ngồi xuống đi. Cũng được. Ừ,
Ông bạn bị gì vậy? À, không có gì đâu. Bạn hỏi bà gì vậy, Yumi? Ừ, bạn chỉ cho mình bài số 3 nha. Bài số 3 hả? Ừ. Ủa, mà sao mặt bạn mồ hôi nhễ nhại lắm? Xin chào người anh em. Cái gì được đây? Vô đây chứ vậy? Coi nhớ chuyện sáng nay cho mày ăn không? Thôi mà, cho anh xin lỗi đi. Bố anh không dám nữa đâu. Ủa, Mận ơi, Minh bị gì á mà mồ hôi quá trời luôn kìa. Để coi coi, Minh bị gì ta? Mồ hôi thì nhễ nhại, mặt thì đỏ chót. À, đây là dấu hiệu của bệnh mắt. Ui, đừng có nói mà. À, không có gì đâu Yumi, bạn học bài tiếp đi. Bạn học tiếp đi mà. Nghe nè, anh mới mua cái đồng hồ mới, thích không anh cho? Nói đi. Đồng hồ mới mua hả? À, như đó vẫn chưa có đủ. Thôi đây. Thôi được đôi giá chót nè. Anh mới chơm được của ba. Cái chai dầu thơm á, thích không anh cho luôn. Ủa, mà cuối cùng là Minh bị gì vậy Mẫn? À, Minh bị gì á hả? Minh đang bị bệnh mắt. Cỡ đó mà. Tôi mắc cỡ mà Yumi. Yumi ơi, bạn hiểu bài chưa? Mình vẫn chưa hiểu nữa. Bạn giảng lại cho mình nha. Trời ơi, dễ gì mà cũng không hiểu nữa trời. Mày nói cái gì vậy? À, không, mình đâu có nói gì đâu. Yumi à, hay là bây giờ để mình đọc kỹ đề bài lại xong chỉ cho bạn nha Yumi. Thì Yumi à, thật ra cái bài này dễ lắm. Có đáp án nè. Minh, bạn làm gì vậy? Sao bạn xé sách của mình? Không phải đâu Yumi. Bạn đừng có ý là bạn học giỏi rồi bạn muốn làm gì làm nha. Xin lỗi Yumi, đừng có hiểu lầm mình mà. Yumi. Ba ơi, tại ba hết đó. Tại ba mà Yumi giận con đó. Ba. Trời ơi, tại ba cái gì? Ba ở trong này có làm gì mày đâu. Con ghét ba quá. Hả con, thành công không con? Trời ơi. Sao vậy? Nè con, ra được miếng nào không? Không mẹ ơi. Hả? Thất bại ê trời. Không có thành công hả? Không, không được một miếng luôn. Thôi đi ra đây ngồi quá. Con sử dụng 200 phần công lực mà nó không nhú luôn á. Trời ơi, mày điên hả Hạnh? Đi toilet mà mặc đồ chi mà lịch sự vậy? Hả? Hèn gì, trời ơi nóng gần chết. Nè nè. Nè, nếu mà đi không được thôi để mẹ mua thuốc sổ cho con nghe, cho nó ra cho lẹ nha. Không được, không được, không được. Sao vậy? Dạ con dặn rồi, con phải đi theo cách tự nhiên để con ăn đu đủ nhiều chút xíu. Trời ơi, mẹ cho mẹ ăn đu đủ nè, rồi cho ăn bưởi mà cũng không có ra. Tối ngày là nghe lời vợ không à, không nghe lời mẹ hết trơn. Bị như vậy là phải đi mua thuốc. Không được, không được, con không có uống thuốc được, vợ con dặn rồi. Bây giờ đi cách tự nhiên. À, mẹ ơi, có cách này hết sức là tự nhiên nè mẹ. Cách gì, cách gì? Bây giờ mẹ kiếm đồ gì mà hư với thiêu cho con ăn đi. Ừ. Con ăn vô xong con đau bụng đi ra nó dễ. Điên à, ăn vô cho chết hả? Ăn đó là y ré ré luôn đó, không cầm được luôn đó, điên quá. Thôi bây giờ đừng nói nhiều, ở nhà chờ mẹ nha. Mẹ đi ra tiệm thuốc tây mẹ mua lẻ cho con thuốc sổ nha. Chờ mẹ nha. Trời ơi, không được rồi, nguy hiểm lắm. Mẹ ơi, mẹ có thể dặn bác sĩ là cho cái thuốc nào tự nhiên không mẹ? Trời ơi, một đống trong này rồi sao không chịu ra thì tình. Ý, chuối chiên kìa. Đây chuối chiên nhìn ngon quá kìa. Không được ăn. Mẹ dặn rồi, bụng mày đang đầy hơi, không được ăn đồ dầu mỡ. À, sao chuối chiên nóng quá. Trời ơi, mày đừng nhìn tao chuối chiên ơi. Mày lì hả? Đừng thách tao nha chuối chiên. Ngon quá chuối chiên ơi. Cậu ơi, bán cho tôi cái hộp thuốc nhuận trường như mọi lần tôi mua đi. À dạ con nhớ rồi, chờ một xíu nha. Rồi. Nè phải không bác? Đúng rồi. Dạ. 98 ngàn như mọi khi nha bác. Rồi thối tiền dạ. Cho tôi lẹ lẹ lên đi. Con gửi bác nha. Ừ. À cái giấy hướng dẫn sử dụng á có chẳng đây rồi nha. Rồi rồi tôi biết. Để chọn thối tiền. Rồi. Lẹ đi cậu ơi. Bắt cỡ nó nghiêm. Hả? Nhưng mà bà cướp mày đi ra đóng cửa lại cho tao nhanh. Lẹ lên, lẹ lên. Đi đi
nè cậu ơi, con tôi nó cần hộp thuốc để cứu mạng nè cậu ơi. Bà nhấn mặt, bà đứng, đi vô trong. Đừng vô trong. Bích Tâm ơi, chết con trai. Sao xui dữ vậy trời. Mày, dạ, lấy hết tiền bạn trong tủ đưa cho tao. Nhanh lên, bà nữa, có tiền bạn trong người không? Đưa hết đây đây. Hồi nãy có 500 mua thuốc. Dạ, dạ. 500 đi. 500 nào? 500 mà nãy mua thuốc đó. Này 500 nè. Cậu cậu ông cướp ơi, tôi lấy tịch có gì đó à. Thay tôi đem thuốc về cho con tôi. Con tôi đang chờ hộp thuốc đó. Nín, đứng yên bây giờ. Mày, lấy tiền nhanh. Mở tủ ra. Dạ dạ dạ, chờ em xíu đừng bắn nha anh. Này mở, mở lẹ lên. Anh ơi, cái ổ khóa tủ nó hơi nãy giờ rồi mà mở không được mà. Mày giữ mặt ra rồi. Anh ơi, mở không được. Không được. Trời ơi, anh quan tin anh của anh coi nè. Mở không được thiệt mà. Mở không được. Tao mà mở được tao bắn xì xỏ. Nhanh ra. Lần đầu tiên bị cướp sợ quá. Chúng tao ngay. Ôi, cầm được. Trời ơi, trời ơi. Mở không được thấy chưa? Mày đưa đúng chìa khóa không nhỉ? Dạ anh, em đưa đúng mà. Cái chìa khóa em xài mấy tháng nay rồi. Đúng rồi sao tao mở không được? Trời, đâu có biết. Bên đây nó bị hư đó, em mở hoài không được. Mày kêu thợ sửa khóa lại. Sửa liền cho tao. Nhanh. Thợ sửa khóa. Trời ơi, đừng có nạt em trời. Sao con chung thế này, giữa tay con gì? Một năm hả? Một cái gì? Một năm là cứu thương bà nội. Ê, trời ơi, bác bậy mà. Một bốn hả? Một bốn. Cái gì? Một bốn là cứu quả. Nhớ rồi, một ba. Ờ, rồi, bắp vô. Một ba là cảnh sát. Chị Kim cho mấy? Tao hiểu mày điện thằng cha sửa khóa cho tao. Ờ, đi tìm thằng cha sửa khóa. Ủa mà anh ơi, em có biết số của ai đâu mà gọi bây giờ. Tao biết mày. Mày làm sao? Có số cho tao thôi. Nhanh lên. Làm sao bây giờ? Có biết bà bác Năm ơi, kinh sớm. Bây giờ một là biết, hai là anh Đạt. Mày xuống ngay nào. Đừng ra, động não ơi. Bác Năm giờ sao? Đừng ra, động não đi. Biết anh Đạt. Google, tao Google là biết hết. Trời, anh ơi, trời ơi, đừng có chỉ trời, em run mấy xong bấm được. Cậu cướp bây giờ có Google, để nó lại, tôi đi về phải đem thuốc cho con tôi mới được. Trời, bác Tâm bắt con làm một mình hả, bác Tâm? Mày nhận mặt tôi, bà đứng im đó. Dạ. Trời, đứng im đến tấp nắng bây giờ. Mày nhanh lên. Đi. Rồi, có số. Gọi lẹ đi. Dạ, alo. Dạ, anh thợ sửa chìa khóa đúng không? Dạ, anh ơi, tới liền cái số 58 Trần Não, tiệm thuốc tây Trường Thanh giùm em nghe. Cái ổ khóa bị hư rồi, em mở không được. Anh ơi, gấp lắm anh ơi, anh tới liền đi. Cái gì? Nửa tiếng nữa hả? Trời, anh tới liền được không? Trời, cúp máy luôn rồi. Trời, anh ơi, người ta đang bận, người ta hẹn nửa tiếng sau mới tới được. Giờ sao đây? Nửa tiếng tao cũng chờ mày, lắm lắm mày. Không phải lỗi của em, đừng bắn em nghe. Nửa tiếng hay người chờ được. Nhưng mà con tôi nửa tiếng rồi nó sẽ chết. Tôi đi về. Trời, nó bắn bây giờ, đừng có chạy. Mày hả mày? Thôi, nó xỉu rồi thùng quanh nữa. Trời ơi, đánh nó lát cái chết, ai chịu trách nhiệm? Chị công an, hốt qua đi. Dạ. Mang hốt qua đi. Sao chú Quýnh Anh, chú hay vậy? Dạ alo, chú cảnh sát đúng không? Dạ, tới ngay tiệm thuốc tây số 58 Trần Não nghe. Dạ, ngay tiệm thuốc tây Trường Thanh đó, có vụ cướp xảy ra nè. Quên nữa. Làm ơn, đưa kêu vừa một chiếc xe cứu thương đó nữa, nghe. Dạ không ai bị thương hết trơn á. Cái thằng anh cướp nó xỉu rồi. Dạ, nhanh nghe, nó sắp chết rồi nè. Ủa, anh đi đâu ạ? Đi vô trọng luyện công chứ đi đâu. Ủa, chưa thành công nữa hả? Chưa, rặn chết giờ để nhúng nó xuống từ từ. Nhưng mà anh có ăn uống theo em chỉ chưa? Có chứ. Có mà sao kỳ vậy ta? Trời đất ơi. Anh đi vô đây, đau bụng quá, khó chịu quá. Nè, em đã nói là anh là ăn đồ mát mà anh ăn ba cái này làm sao mà đi được. Nè, cái ông này thiệt tình luôn á. Alo. Dạ đúng rồi. Dạ bà Năm. Hả? Công an phường. Trời ơi, sao tự nhiên giờ này nó muốn ra vậy trời. Ôi trời, không biết nên mừng hay nên buồn nữa. Bẩn. Trời ơi, ba dạng người không được đi xe mô tô, tại sao đi xe mô tô?
Ba tha con đi. Cái này lần cuối con nhân tái phạm đâu. Tha cái gì bây giờ, mà kiếm toilet cho ba thôi. Toilet. Toilet hả? Gần đây là đâu? Ở đây không có toilet đâu. Bây giờ đâu có, mình suy nghĩ hoài ngồi đó làm giờ. Ba lên đi, con chở ba đi. Được không? Dạ được. Mà chạy đàng hoàng hả mày? Dạ dạ. Tao tới rồi đó. Nè ba đội vô lên. Trời ơi, cái nói gì đâu nhìn cái ghét dễ sợ luôn. Ba lên lên ba. Lên ba. Lên nó ra vậy. Tao nắm chặt vô nha. Tao trước. Em trước. Tao trước. Tao trước. Ba thoải mái đi nha ba. Mày lại mày hả Mẫn? Mày muốn gì hả? Mày phiền quá. Yêu hết chơi đi. Gì? Mày tin là tao đập mặt mày không? Hả? Thách tao hả? Mày tới số rồi con. Mày đi hả? Đến luôn. Không chưa ba? Ba xong rồi nghe con. Con nghe mấy cái thằng này cũng có chuyện đi thôi mà gấp gáp quá vậy. Bye bye. Chỉ có việc mình đi không được thôi mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Trời ơi, tiền của tôi. Trời ơi, ba của tôi thay vì bán đi số cổ phiếu đang rớt giá thảm hại, ông lại mua thêm 6.000 cái. Dù mày, ý tôi không phải nói là bạn học dở đâu. Mà cho dù bạn có học dở, bạn cũng đừng có buồn mà. Tôi sẽ giúp cho bạn học giỏi. Mày còn gì để nói nữa không? Không thì đi về đi. Dù mày. Thằng Minh con trai bị bạn gái hiểu lầm. Mẹ tôi 65 tuổi vô tình bắt cướp cũng được nổi tiếng.